chào mọi người. Hôm nay là ngày 4 tháng 2, ngày toàn thế giới phòng chống bệnh ung thư. Vậy nên bác sĩ rất mong quý vị dành một ít thời gian lắng nghe bác sĩ chia sẻ và điều về bệnh ung thư. Ung thư là một bệnh lý ác tính nguy hiểm. Một khi tế bào ung thư đã hình thành sẽ phát triển ngày càng một to dần và xâm lấn vào những cái mô xung quanh, sau đó xâm nhập vào mạch máu, mạch bạch huyết, làm cho cơ thể bệnh nhân suy kiệt, đau đớn và cuối cùng là tử vong. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì hàng năm có hơn 10 triệu người chết vì ung thư, là một con số rất là kinh khủng. Tuy nhiên, chúng ta có thể phòng ngừa bệnh ung thư bằng cách hạn chế tiếp xúc với những chất độc hại gây ung thư, ví dụ như khói thuốc lá, như chất những cái khói bụi gây ô nhiễm môi trường, chất bảo vệ thực vật, những thức ăn có thể gây ung thư, ví dụ như đồ chiên, xào, đồ nướng, đồ xông khói. Và may mắn hơn nữa là hiện nay chúng ta đã có rất là nhiều phương pháp, những thuốc điều trị ung thư mới, và ung thư có thể hoàn toàn chữa khỏi nếu chúng ta phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Vì vậy chúng ta cần đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, xét nghiệm tầm soát ung thư để phát hiện những cái bệnh lý ung thư sớm và điều trị kịp thời. Đó là thông điệp mà tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay, nhân dịp mà ngày toàn thế giới phòng chống bệnh ung thư.